Hai, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay được một ngày rảnh rỗi. Cái gì vậy? Con chào cô chú chưa? Hello. Con chào cô chú đi. Hello. Con nhìn vô kìa cô chú kìa. Cứ say hai cô chú đi. Từ từ, để mẹ làm cái này xong rồi mẹ đưa cho. Đây nè, cầm này đi, cầm này chơi đi. Đó, này chơi được nè. Thì hôm nay được một ngày rảnh rỗi. Ngọc cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn là Ngọc xài cái dưỡng da gì, với lại Ngọc xài son gì rồi sao. Nên nay Ngọc sẽ đem một cái bộ mỹ phẩm nho nhỏ của Ngọc, với lại những cái chai dầu thơm, những cái chai dầu thơm mà Ngọc sử dụng rồi đó, rồi Ngọc giới thiệu cho tất cả mọi người. Các bạn thấy nhiều chai vậy đó thì thật ra không có gì đó, mà trước hết là phải nói trước là đây không phải là một cái video clip khoe. Là lý do tại sao nếu mà khoe là đã khoe lâu rồi chứ không phải đợi tới giờ. Làm video clip gần 2 năm rồi, nếu mà khoe là lâu dữ lắm rồi. Đây nè, để mày gỡ ra cho. Cái này là để con kẹp vô cổ vậy nè. Rồi, đây. Đó, kẹp vô cổ vậy đó. Là nhỏ. Dạ. Ủa có luôn hả? Con tưởng không có chứ. Thì đây. Cái bộ các bạn nói da Ngọc đẹp, nhưng mà thật sự là Ngọc không nghĩ là da Ngọc đẹp là tại vì do mỹ phẩm đâu. Tại vì Ngọc nghĩ là tại vì do Ngọc có cái gen của mẹ. Các bạn thấy da mặt mẹ Ngọc không có mụn nhưng mà hồng hào nữa. Là chắc tại cái không, cái đó là nói thiệt nha, chứ không phải nói mà nói ngoan nha. Là do cái ngăn không? Nè cầm này đi, đâu rồi? Nè mày cho cầm này. Đây, ui trời ơi, cái này có lý nè. Wow, cái này là bộ bài thần tiên ha. Để mẹ nói chuyện với cô chú nha. Cái con mà con ấy ngoài vậy là mẹ còn làm không được clip đó. Đó, bộ bài thần tiên đó, cho con đó. Thì cái đó gồm mỹ phẩm á, là một cái vấn đề nhỏ nhỏ theo sao thôi. Với lại Ngọc thấy á, Ngọc thì Ngọc xài được xài mỹ phẩm từ lúc mà Ngọc mới qua Mỹ cho tới giờ, là lúc mà Ngọc ở với Thím Phượng á. Thím Phượng nó đi những cái, nếu mà các bạn coi cái video clip của chú Thím mà thấy chú Thím đi chợ Hàn Quốc mà ghé một cái mỹ phẩm á, cái tiệm mỹ phẩm CC đồ á, là cái đó là Ngọc với Thím là đi hoài, là mua, là Thím là người là chỉ dẫn Ngọc xài mấy cái đó. Nhưng mà khi mà Ngọc mới bước mua, người ta cho Ngọc những cái loại mà nhẹ nhàng lắm, nên để cho cái da nó đỡ. Tại vì mỹ phẩm là phải người lớn tuổi các bạn ơi, phải chừng 30 tuổi trở lên. Ngọc nghĩ á, từ 30 tuổi trở lên mới cần, cái đó là Ngọc nghĩ nha, mới cần xài, chứ còn mà trẻ quá cũng chưa cần xài. Mà hồi bữa Ngọc đi xuống chú Thím á, thì Ngọc thấy cái bộ sản phẩm này đây. Cái này các bạn là của Ồ Hui, nhưng mà gọi là The First, là cái người mà bán nói nha, chứ Ngọc không biết nha. Người mà bán mà nói á, là cái bộ này là cái hàng gọi là top line, là cái hạng nhất của cái dòng sản phẩm Ồ Hui đó. Ồ Hui của Hàn Quốc á, là cái đó, cái đó là bà bán bà nói, chứ Ngọc không biết. Thì Ngọc mua nguyên một cái hộp, ui trời, là cái hộp đó 2 tầng, là không biết bao nhiêu chai hết. Các bạn thấy nè, tới nỗi mà Ngọc không biết đường mà nhớ luôn. Nói với chị bây giờ hả, chị bây giờ chị phải ghi số vô em mới biết đường xài đó. Cả chị này chỉ dán vô chỉ ghi số 1 đó. Là chai này làm gì nè, skin softener, là làm cho gì đó, mịn da. Rồi đấy đây, chào mẹ chút. Đây nè, rồi cái gì vậy? Nè nè, số 2 nè đó. Số 2 là cái gì đó, cái số 2 này để làm cái gì đó, người ta ghi thì Ngọc xài chứ Ngọc chịu thua. Rồi số 3 đâu mất tiêu rồi. Hình như cái chai số 3. Số 3 rồi ta. Đây số 3 nè. Đó chai số 3 nè, cho con nè. Đó cho con số 3. À mẹ chưa. Rồi, rồi cái tới cái chai số 4. Số 4 rồi. Số 4 là hình như cái chai chai số 4 là hình như cái chai đó hết rồi hay sao á. Rồi tới số 5 nè. Các bạn thấy không, Ngọc không có xài nhiều nên là Ngọc hết hay không mà cũng không biết nữa. Các bạn thấy Ngọc xài có xí gì đây nè, thấy không? Này là số 5 nè. À rồi này là tới số 6 nè, là số 6 này là biết gì không? Sức cho cái bùng thâm mí mắt, với lại nhăn gọi là cái gì? Nhăn mày nên là nhăn ngay chỗ đây nè. Nhưng mà Ngọc phải không sức này, Ngọc đâu có bị đâu sức. Cái này cái Ngọc mẹ Ngọc qua cái Ngọc đưa cho mẹ Ngọc sức. Hoặc lâu lâu mẹ không nhớ Ngọc đem dòng sức cho mẹ. Rồi số 7 nè. Số 7 này là kem nè. Đó. Số 8 này là cái mask treatment, là để mặt nạ để sức cho buổi tối. Đó. Còn cái chai này là chắc số 4 quá. Chai này chắc số 4 nè. Đó, chai này chắc số 4 này, chai này ghi lại gì đây? Cái gì đó, cái chữ ghi khó hiểu quá. Nó chuyên sâu quá mà khó hiểu.
Đó, còn cái chai này là gọi là cái gì đây? Trời đất ơi. Đó, gọi là cái gì mà nó coi trong đây nè, còn nguyên luôn là Ngọc cũng sức luôn bạn. Ngọc nói ổng sức luôn, Ngọc sợ bạn tin. Chứ là chừng nào mà Ngọc tắm xong mà Ngọc thấy da Ngọc nó khô dữ lắm, có khi Ngọc làm biến Ngọc cũng không sức nữa. Đây nè, con làm rớt cái chai của mẹ rồi nè. Con đòi cái gì? Giờ con đòi cái gì? Mẹ bắt con lên. Ê, đây coi coi. Này, cho này đi. Đó, rồi, chơi đi. Đó. Cái nắp mẹ đâu mất tiêu rồi. Là cái đó là cái bộ sản phẩm của Ngọc đó mà các bạn thấy không, chai nào cũng còn nguyên y và Ngọc không có sức nhiều. Đó. Có chai này nè, có chai này sức nhiều nè. Đó. Mà có khi trời ơi 8 chai làm biến thấy bà luôn, sức đâu có nổi. Sức có 1 chai, 2 chai rồi nghỉ. Nghỉ khỏe. Rồi các bạn biết mà có lần mà Ngọc xuyên Ngọc đứng Ngọc sức 8 chai này, cái mặt còn có hơn chút nó dày lên vậy nè. Mà nó bóng lưỡng à. Rồi cái nằm cái dính gối dính đồ Ngọc ghét lắm. Mà Ngọc thì thường thường Ngọc sức buổi tối không mà, chứ buổi sáng đi làm sao sức. Buổi sáng đi làm vô cái là đeo khẩu trang, rồi khi mà mình làm mà bột rồi đó, đeo khẩu trang vô cái dính cũng may như không. Nên Ngọc sức buổi tối. Đó là xong cái phần mà dưỡng da hàng ngày, nhưng mà Ngọc không sử dụng hàng ngày nha. Bây giờ qua cái phần mà dầu thơm đi. Dầu thơm của Ngọc thì các bạn thấy rồi, không có nhiều. Lúc mà mới qua Mỹ á, ở chung với thím á, đi shopping đi đồ với thím, mà thím tại vì thím mê dầu thơm nên là cứ là mua nhiều lắm, nhưng mà cũng mới qua mà cũng khoái cái gì, nhưng mà tự nhiên bây giờ hết ghiền các bạn. Nó nói thiệt bây giờ có xài đó chứ hết ghiền rồi. Bây giờ các bạn thấy không, Ngọc chỉ còn vài chai đây cho vui thôi. Cái chai này nè, trời ơi, cái chai này là cái chai mà thím tặng sinh nhật của Ngọc cách đây, ô không phải sinh nhật, Noel cách đây 3-4 năm gì đó, Dior mà Ngọc xài tới giờ còn cái xí nè, mới con xí nè. Còn cái chai này, cái chai này là Ngọc rinh từ Việt Nam đem qua ngày xưa lúc mà Ngọc chị có chị Bảo Thi Bảo Vi cuộc sống Đức á, chị qua Đức á, chị về chứ mua cho Ngọc chai dầu thơm nè, Hugo Boss nè. Ngọc xài được nửa chai, còn lại nửa chai lúc đó Ngọc còn ở Việt Nam nha. Còn đây chai này là của bà Hai, hồi buổi chiến trước bà Hai qua mua cho Ngọc nè, Ngọc cũng còn đó. Còn đây là cái chai trà leo mà mẹ Ngọc bị gì vậy, mẹ Ngọc với ba Ngọc đi qua bên Pháp đi chơi đó, rồi mua cho Ngọc một chai đây. Bạc si bà Hai đó, đây nè Ngọc đó. Tự nhiên cái đây đi tờ tay xuống chịu bắt người ta ngồi đây phải không, ngồi đây ngồi để cho cô chú coi con, để cô chú nhớ con. Đó là chai đó. Rồi cái chai mà hay sử dụng nhất mà Ngọc thích nhất, bạn nào đi ra bạn nào mà có muốn xài thử, muốn xài thử đây nè. Đây là cái chai Yves Saint Laurent Opium. Hả? Opium. Hả? Bà Hai nhìn là bà Hai biết Opium. Black Opium. Đó. Cái chai này là cái chai số 1 của Ngọc. Ngọc thích cái mùi này. Chính xác là Ngọc thích cái mùi này luôn. Là Ngọc cứ xài chai này miết. Ủa? À mẹ. Đó, thì đó, cái chai này là Ngọc thường xuyên xài nhiều nhất trong tất cả các loại... Cái gì vậy? Đâu rồi? Trong tất cả các loại dầu thơm. Đó, còn cái chai này thì là cái chai mà lotion đi chung với lại cái chai mà thím cho đó. Mấy năm rồi còn y nguyên. Dạ. Rồi, còn tới chồng Ngọc đây. Cái chai này là của Nam, là của chồng Ngọc nè. Chồng cũng ấm thích chai này. Chai Chanel Blue. À. Rồi á, khi mà cạo râu xong các bạn, cạo râu xong thì người thường thường người ta sẽ sức cái này lên. Cái này là chai lotion mà để sức cho ta thơm râu nè. Là ảnh là cái đề bộ này của ảnh. Mà hồi nãy giờ Ngọc không có nói giá các bạn phải không? Hình như cái chai này á là 150 đô, là hơn 3 triệu. Rồi cái chai này hình như thêm 50 đô nữa hay sao á, là 1 triệu mấy thôi. Ủa sao có con có làm hả mày ra? Hả? Sao cái con này nó ưa ăn cái gì màu dữ vậy ta? Thôi cắt luôn đi. Mà hình như cái chì màu này là ăn được, hình như là vậy. Tại vì cho nó nít chơi mà nên chì màu này nó sản xuất ăn được hay làm sao, miễn sản xuất ăn được hay làm sao không biết, đúng không? Không cho nữa. Hả? 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 Nè, rồi con go fish nè. Cười ha. Đó, còn cái chai này á, hình như chai này mẹ Ngọc mua 120 đô hay 150 đô gì ở bên Euro á. Đó. Còn cái chai này á
Chà, mua lâu quá Ngọc không nhớ. Mà hình như cũng không có mắc. Hình như là dưới 100 đô cái chai này, dưới 2 triệu. Đó, còn mấy cái này thì Ngọc không có mua nên Ngọc không biết. Đó. Rồi tới bây giờ tới qua cái son phấn nha. Trời ơi, các bạn nhìn cái bộ son phấn của Ngọc, bạn không hết thôi, Ngọc thua luôn. Xỉu luôn á. Nói chung á, Ngọc, các bạn biết Ngọc á, thì các bạn coi Ngọc lâu rồi các bạn biết Ngọc không có mà make up, không có mà giờ làm gì mà dữ dằn đồ này kia nọ không. Nên khi mà Ngọc ra đường mà nói với mạng mà đi ăn tiệc ăn đồ là Ngọc là nhẹ nhàng. Thường thường người ta xài cái foundation đó, là cái mà phấn nền đó, là Ngọc xài của đây, phấn nền của Ngọc đây, Shiseido. Cũng mua ở bên Chicago cái tiệm mà chú với thím đi á. Rồi phấn nền xong rồi cái có khi phấn nền thường xuyên là phấn nền không, mà còn lâu lâu mà hứng mà còn mà rảnh rảnh nữa đó là bỏ cái này nè. Cái này gọi là gì bà hay? Không phải. Cái ke cái phấn à. Phấn gọi là phấn khô. Ngọc rành trang điểm lắm, các bạn hỏi Ngọc là Ngọc rành hết á. Đây phấn khô mua bên Chicago. Cái này cũng của Shiseido mà các bạn coi nè, yeah, cái hộp phấn khô là y như là mới mua không? Đó, y mới mua chưa giống như chưa xài bao giờ. Đó, đó, nặng nó có chừng rớt cái gì xuống hỏng luôn ha. Nè con. Ăn ăn chưa? À mẹ. Phun mẹ miếng. Mẹ. Chạo dễ chạy dạo vô. Ồ, cho ương chương thấy ăn chạo. Rồi cái tiếp theo đó là hồi bữa rảnh cái đi ghé vô cái gọi là gì? Cái đây là cái gì? Urban Decay. Nó cái hiệu là Urban Decay này nè đó. Ngọc thì các bạn biết Ngọc thích màu son mà kiểu mà hồng hồng mà đỏ đỏ. Nhưng mà bữa giờ là cứ hết có cái này nè, nên cũng đâu có xài có xăm này, nên cũng đâu có xài son môi gì nhiều. Đó, Urban Decay lúc này mua cũng lâu lắm rồi. Rồi nhưng mà thường thường là Ngọc xài cái đây, cái này cũng là một cái loại son của Shiseido này nha. Nữa không bà xạo quá, tôi mệt quá bà ơi. Rồi đây cũng là một cái loại son của Shiseido nè mọi người. Đó, lạc các bạn nè, cho con còn đây. Đây là các bạn biết cái concealer á, cái concealer là cái mà thí dụ như mình nổi mụn á, cái mình xức cái này lên. Đây là cái hiệu concealer Ngọc xài. Đó, Claire de Bo gì đó của Pháp. Bà hay biết hiệu này không bà? Không, bà ít có xài son phấn lắm. Ủa bà không, cái này make in Japan này, của Japan là bà hay là em đẹp không cần son phấn. Đúng rồi. Duyên thâm xinh thật xinh rất hiền. Đó là cái này của đó, cái hiệu mà các bạn cái hiệu này tốt lắm nè. Đi lên search cái hiệu này mà để mua son phấn mà để ấy là ngon lành lắm ha. Đây cho con này. Đây còn đây là cái mascara giúp mắt. Mascara của Ngọc nè, sao không focus vô chay không trời. Đó, mascara của Shiseido luôn. Đó, coi giãn mặt không, giãn người không. Còn cái này cũng là mascara, nhưng mà cái này là volume gì đó. Còn đây, mascara của Chanel. Đó, mà Ngọc ghét cái mascara này nè. Mỗi lần mà cần mà đi mua á, xài được có 1 tháng trời. Mở ra mà gió vô là chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Ghét xài cái mascara này với Ngọc là cái tốn tiền nhất, các bạn biết Ngọc đâu có đi đâu mà nhiều. Rồi cái hả, cần đi cái đi mua cái cây mascara, cái xài một lần cái là cái tháng sau chưa xài lại. Rồi xong cây mascara, với Ngọc ghét là vậy đó. Nhưng mà thường thường có mascara tại Ngọc ở đây không có Ngọc thường xài của Chanel, tại vì Ngọc ít đi tới chỗ nào của Shiseido, chị Ngọc chỉ mua Shiseido lúc mà Ngọc qua Chicago thôi. Trời, nó giỡn mặt với tôi chưa? Con này nó giỡn mặt với tôi ghê luôn á. Em bé nè, con coi em bé đi. Rồi cái cây này là cái cây cái này là primer base, là sức lên của Shiseido, sức lên trước khi mà trang điểm nè. Nó sức lên một lớp trước khi mà trang điểm nè.
À, các bạn thấy không, cái tài sản mà trang điểm của Ngọc là không bằng một cái móng tay của những cái người mà đúng là phụ nữ mà dịu dàng thướt tha, mà gọi là thích trang điểm nữa. Ngọc không bằng một cái móng tay nữa, nên là thật là cái video clip này là không có fair, hiểu không? Fair là chừng nào mà người ta một đống một làng một lố luôn á mới gọi là fair, mà không phải chưa khoe nữa, chia sẻ đó. Thì cái video clip mà đó hồi nãy giờ là Ngọc nói hết rồi đó. Ngọc xài cái gì là Ngọc nói hết các bạn rồi đó. Không, các bạn nhìn Ngọc rồi, các bạn biết Ngọc có xài hay không rồi. Thì đó, cái chai nào cũng còn nguyên si y vẹn. Ăn gì á? Hả miệng ra ha, open your mouth. Cô chú, open your mouth. Hả? Ăn hại đi con. Trả lời lại đó. Trời ơi, sướng mái không. Đây nè, để cho cô chú coi chay này nha. Open your mouth. Làm đi. Open your mouth. Rồi đó. Thôi, bây giờ cái video clip này tới đây xin tạm dừng nha mọi người. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này Ngọc cho các bạn coi. À, chút xíu vậy cho vui ha. Tại vì mấy bạn cũng thích những cái video clip mà Ngọc cho các bạn coi đồ. Đồ này đồ kia Ngọc mua á. Nên bữa nay Ngọc rảnh ở nhà, Ngọc gom lại, Ngọc mở cho mấy bạn coi đồ thử. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này nha. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Nếu mà các bạn thích những cái video clip như thế này nhiều á, cho cái video clip này một cái like để cho Ngọc có thêm động lực để làm thêm những cái video clip như thế này nữa nha. Bây giờ Ngọc và bé Jessica Hoi Xì Dơ xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Vâng mọi người nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dây chuyền của mẹ hả? Con nói đi, chuyền. Con nói đi, chuyền. Ôi trời ơi. Con ù qua mẹ một cái đi. Ù qua mẹ. Ôi trời ơi, thương mãi không. Rồi bây giờ con chào tạm biệt cô chú đi. Bye bye. Ù quá. Có trời ơi, dữ người ta. Con bye bye cô chú đi. Nè, bye bye cô chú đi. Chay, bye bye cô chú đi. Ù qua. Ôi trời ơi, giỏi. Ôi giỏi quá. Thôi, bây giờ bye bye cô chú thiệt nha. Bye bye cô chú thiệt đi. Ù quá. Open your mouth. Bây giờ bú sữa nè. Bây giờ là nó bú sữa đó. Open your mouth.